Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chuyên mục Alpha ơi, trường nào thế? Và ngày hôm nay thì Thành và Hằng cùng với Alpha đang có mặt tại trường Kyongki Daehakyo. Và liệu đây có phải là một ngôi trường thực sự đáng để du học sinh Việt Nam nghỉ gắng ước mơ hay không? Vậy không chần chờ gì nữa, cùng với Alpha tìm hiểu về ngôi trường này nha. Let's go! Hiện tại bây giờ thì Alpha đang có mặt tại cổng chính của trường Kyongki Daehakyo cơ sở Suwon. Và đây là một ngôi trường mà có hai cổng, cổng trước và cổng sau thẳng với nhau luôn. Về cổng sau thì rất là nhiều du học sinh lựa chọn là đi từ cổng sau vào thay vì đi từ cổng trước. Con dốc nó rất là huyền thoại, con dốc mỗi lần đến trường các bạn phải kiểu vừa đi vừa thở ấy. Nhưng mà những cái bạn nào mà muốn giảm cân đến đây thì đúng kiểu tuyệt vời luôn. Sáng dậy đi bộ giảm cân, ôi đốt calo thì ôi giời ơi. Về giao thông, về phương tiện đi lại, thậm chí là về mọi thứ ở Suwon này, Kyongki Daehakyo thì đúng là tuyệt vời luôn. Bởi vì ngay trong sân trường là có chuyến xe buýt cho du học sinh đi lại, và thậm chí là ở cái khu vực trường học này ấy, gần như người ta nói là trung tâm để mà di chuyển đến tất cả các miền khác của Suwon. Đi sang Suwon rộng nó chỉ mất tầm khoảng là 5 đến 7 phút thôi. Và hơn nữa ở Suwon này mà di chuyển lên Seoul tầm khoảng 30 phút tàu nhanh. Thì nếu bạn đi ngay sau lưng Thành đây á là cái khu vực Kukche Kiroro là cái văn phòng quốc tế. Nhưng mà văn phòng này nó chỉ dành cho những bạn nào D2, còn những bạn nào D4 thì lại dành cho văn phòng riêng là Thành ngồi gặp ở trên đấy. Trước tiên là chào các em ha. Thì cô cũng có lời chào đến các em, là cô trưởng phòng mới của bên văn phòng mình. Trường Đại học Kyongki Daehakyo thì được thành lập vào năm 1947. Đây là trường ưu tú nằm trong những top trường của Seoul và Suwon. Thì hiện tại có hai cơ sở. Hơn 300 bạn du học sinh Việt Nam học D4 đang theo học tại cơ sở Suwon. Ở ngay trong trường nó sẽ có luôn những cửa hàng tiện lợi như thế này. Thậm chí là bạn nào mà hết tiền nó có ngay 4 loại học bổng, nâng bước tương lai, học bổng niềm tự hào, Kyongki, vượt lên chính mình và chứng minh top vick. Namaseyo. Xin chào các bạn. Mình là Ngọc Ánh. Mình là Thảo Vân. Mình là Tuấn Anh. Về chi phí học tiếng một kỳ 3 tháng là 1.350.000 luôn. Ở so với khu vực thì mức học phí này tương đối cao. Về kiểu đốc xóa của trường thì 900.000 luôn trên cho 6 tháng thì rất là tương đối. Trường thì các bạn mới sao thì không có bắt buộc ở kiểu xóa. Nhưng mà vì mới sao thì các bạn chưa quen nên có thể ở sau một thời gian thì các bạn có thể chuyển ra ngoài. Đối với từng loại học bổng thì sẽ có tiền thưởng tổng chút khác nhau. Nâng bước tương lai giá trị là 1.000.000 won trên một học sinh, số lượng là 4 học sinh trên một năm. Học bổng niềm tự hào Kyongki thì 500.000 won trên một học sinh, một học kỳ được 8 học sinh. Tiếp theo là học bổng vượt lên chính mình giá trị là 100.000 won trên một học sinh, số lượng là 20 học sinh một kỳ dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Cuối cùng là học bổng chứng minh top pick có hai loại, là nếu được đạt được top pick 3 thì sẽ được học bổng 55.000 won, còn top pick 4 trở lên thì sẽ được học bổng 100.000 won. Còn về học bổng chuyên ngành thì sẽ tùy theo top pick và tùy theo điểm số của các bạn thì sẽ được nhận những cái này. Thì ý là Thành sẽ nói cho các bạn luôn, không phải lo lắng gì cả. Em đã qua Hằng được 4 tháng rồi ạ. Hiện tại thì em đang học lớp 2 của chương trình học tiếng trường đại học Kyongki. Thấy là chương trình đào tạo của trường rất là ok. Giáo trình thì tương đối là nhẹ, không quá khó. Về sinh hoạt ở ký túc xá thì nó hơi phức tạp một chút. Công việc ở quanh đây thì em cảm thấy là dễ sống, giao thông thuận tiện. Thế có điểm bất tiện nào mà Tuấn Anh thấy? Đầu tiên đó là trường thì hơi dốc. Điểm thứ hai thì em nghĩ là hơi có một chút phân biệt đối xử giữa người Hàn và người Việt. Thế thì về cái chế độ sinh hoạt này, cũng như là có thể ký túc xá hay thậm chí là công việc làm thêm xung quanh đây là cái điều rất là nhiều bạn tò mò. Có một khu Inketon quá là nổi tiếng. Khu người quen chưa? Hơn nữa thì ở gần trường có một khu chợ khá là sầm uất, cơ hội việc làm cho các bạn. Ở trường thì có bến xe buýt ở cổng trước và cổng sau. Thế điểm chê của em ở trường Kyongki là gì? Trường Kyongki dốc lắm các bạn. Khi mà học tiếng xong không có khóa tốt nghiệp như trường khác, trường người ta có bằng để check in, của trường mình. Còn về phần chi phí, Thành biết chắc chắn rất nhiều bạn xem video ngày hôm nay ở đây sẽ thắc mắc. Vậy thì Thành sẽ hỏi hai học sinh của Thành đã có mặt ở đây và bạn ấy sẽ trả lời cho các bạn là chi phí nó sẽ như thế nào cho một năm học phí nhé. Tổng tất tận luôn. 177 triệu gồm một năm học phí, có vé máy bay rồi dịch thuật hồ sơ công chứng. Tất cả em thì không phải đóng băng bởi vì em phỏng vấn lãnh sự. Cũng bao gồm như bạn nhưng mà em thêm 234 triệu tiền đóng băng. Tại vì sao em lại đóng băng? Tại vì nhà có điều kiện. Thường trong miền Nam các bạn phỏng vấn lãnh sự quán nếu như đóng băng mở sổ 10.000 đô các bạn sẽ không cần phải phỏng vấn, nên là bạn Trang sẽ chọn là mở sổ 10.000 đô. Tuy nhiên thì bây giờ trường nó nằm ở top 3, tất cả những học sinh nào mà đi trường thì hầu như sẽ cần mở sổ 10.000 đô ấy. Còn như Ánh thì trường hợp nó hơi đặc biệt. Nhận định về ngôi trường này thì nó sẽ dành cho những bạn nào mà tập trung học nhiều hơn là đi làm. Tất nhiên là vừa học vừa làm các bạn cũng vẫn có thể cân đối được thôi, nhưng mà trường này thì vẫn ưu tiên những bạn nào mà học thực sự, bởi trường này đào tạo cực kỳ tốt. Thành chấm điểm về đào tạo trường này nó là 9/10. Còn về những cái thứ khác thì ví dụ như ký túc xá hay các cái trang thiết bị các thứ thì Thành chỉ chấm được tầm khoảng 7-8/10 thôi. Phù hợp với những bạn nào mà xác định học nhiều hay là vừa làm nhưng mà học phải nhiều hơn và xác định kiếm top 5, top 6 để tốt nghiệp, để kiếm học bổng là duy trì này kia các thứ. Bởi trường này chế độ học bổng nó rất là nhiều. Hơn nữa về cái học phí của trường này thì nó sẽ nhỉnh hơn các trường khác một chút, nên là các bạn lưu ý một chút nha. Giống như các bạn học sinh của Thành đã chia sẻ thì ở đây là khu vực việc làm thêm nó không thiếu. Tuy nhiên ở Suwon thì
các bạn cần phải là tiếng Hàn tốt một chút thì các bạn mới dễ dàng tìm việc được gần ở khu vực này. Còn không thì các bạn sẽ phải đi sang một chút nữa. Học sinh của Thành sang hầu như 3 tháng thì các bạn đấy đều là đi làm thêm để trải nghiệm. Mặc dù là theo những luật pháp các thứ thì học sinh D4 mới sang 3 tháng là không có được đi làm đâu. Những bạn học sinh của Thành thì hầu như có topic 2 rồi. Tất nhiên là tối hôm nay thì Thành sẽ đến trực tiếp một quán nào đấy để Thành review các bạn về công việc của các bạn ấy làm là gì. Bây giờ là 10 giờ tối ở Kyongki và vẫn vị trí này. Ngày hôm nay mà các bạn đang xem video ấy thì Thành quyết định đến giờ này đi review tất cả công việc xung quanh đây. Thậm chí là ở đây việc làm là có dễ hay không, giống như các bạn học sinh đã nói. Và chẳng có một ông nào mà thực tế các bạn đến tận giờ này mà vẫn đang ở ngôi trường này để tìm hiểu kỹ hơn nhé các bạn. Thực tế chi tiết dành cho những bạn đang xem video, những bạn đang ở Việt Nam, những bạn đang ở trường khác muốn đến đây để được học. Vậy thì không chần chờ gì nữa, cùng với Thành đi tìm hiểu thực tế sẽ như thế nào về sinh hoạt, về việc làm thêm, về cuộc sống ban đêm ở đây như thế nào. Đi. Hiện tại bây giờ là đã đến cái quán của bạn học sinh của Alpha làm thêm tại gần Kyongki THQ. Đây là một quán thịt nướng. Bây giờ thì mình đến nhưng mà muộn rồi, 11 giờ rồi nên là quán không nhận khách nữa. Mình có thể mình sẽ đợi ở bên ngoài này. Ui, sao? Em được lâu chưa? Em sang được 3 tháng rồi, sang được 1 tháng thì em đi làm. Em làm từ 4 giờ đến 11 giờ. Là 7 tiếng á? Thế thì ăn đâu mà học? Thế tính cho tôi cái 27 nhân 7 cái xem thu nhập của một học sinh quốc nó là bao nhiêu. Tính sơ sơ chăm chỉ cày quốc tháng 2.1, 2.2. Ôi 8:40 là bắt đầu đi lên đến tòa trên tòa học tiếng để học. Đó là 1 giờ là kết thúc thì em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Ăn uống thì bọn em sẽ nấu một tuần 2-3 lần. Và bọn em có tủ lạnh để chữ đấy thì bọn em sẽ về chỉ ăn thôi. Trong vòng khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng. Sau đó là lên, bạn nào chăm thì sẽ học một chút và đi ngủ. Xong rồi chiều đi làm. Như em thì em sẽ không học buổi trưa mà em về em chỉ nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa thôi. Tối đi học về sẽ tắm rửa nhanh chóng và học khoảng tầm 1 tiếng. Mai mốt thì về ở quê mà có đám cưới thì chắc cả họ nhỉ. Mấy giờ là nghỉ? Khách là bọn em nghỉ. Thì lắm hôm thì không có khách, 9 giờ bọn em có về. Thêm chui. Nó sẽ là vào đây, chuyển sang đây. Nó rửa. Cái gì? Ông ngoài này cũng phải làm à? Ông ngoài này làm cái gì? Rửa chén à? Chén rồi, chủ đưa về anh à? Chủ đưa về luôn? Hai bạn này nhà còn đây. Nên chủ về, em chủ đưa về. Ui. Bà chủ đây rồi. Hiện tại bây giờ là quán đã tắt điện và đợi Tuấn Anh đi ra thôi. Dự định đi ăn cái gì nhẹ nhàng giống như gà hay là pizza, nhưng mà cuối cùng nhắc đến một cái quán là quán Samja gì đây. Quán này vừa ăn vừa nghe nhạc, không biết nó sẽ như thế nào. Là nếu mà không tìm được lại flycam thì rất là buồn. Bây giờ Thành đang có mặt ở phía sau núi của trường Kyongki THQ và để đi tìm cái flycam bay bị rơi ngã luôn. Mà khổ một cái là không có định vị để mà biết nó nằm ở đâu. Mô. Mà Thành Niên tìm được flycam nên bạn đang bắt mình chú ý từ dưới kia lên đây tìm khắp cái núi này luôn. Ác vãi. Chúc tất cả các bạn xem video của Alpha thật là nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.